Chị nghĩ cơ hội bắt gặp thứ gì đó dưới kia của chúng ta có khả quan không? Tôi nghĩ khá tốt đấy. Nếu như đây là hang của chúng, chắc chắn sẽ có đàn con ở bên trong. Có vẻ như ở đây có linh cẩu. Ở đâu cơ? Chúng ta nên ra khỏi đây. Đây không phải là một nơi an toàn. Đi thôi. Ôi trời ơi. Tôi là nhà huấn luyện thú Brandon. Tôi đã dành cả cuộc đời để thuần phục những loài vật nguy hiểm nhất, nhưng chưa bao giờ ở môi trường hoang dã. Giờ chính là cơ hội để tôi có thể đối mặt trong đêm, thời điểm chúng nhanh nhẹn, đáng sợ nhất, để bạn được chứng kiến những bí ẩn về cuộc sống của các loài động vật sống về đêm. Vào ban ngày, vùng đồng cỏ Masai Mara thuộc Kenya là nhà của rất nhiều sinh vật, nhưng tại đây luôn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Vào ban đêm, cuộc chiến giữa động vật ăn thịt và con mồi luôn chiếm lĩnh cả vùng đồng cỏ, bởi đây là lúc những kẻ đi săn thiện nghệ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khi mặt trời lặn, tất cả sinh vật ở đây đều có thể là kẻ đi săn, nhưng cũng có thể là con mồi. Tôi đang ở Kenya, một quốc gia nằm trên đường xích đạo và là nơi cuối cùng trên trái đất có những đàn lớn động vật vẫn còn đi lang thang khắp vùng đồng cỏ. Tôi tới đây để làm sáng tỏ sự hiểu lầm về một loài động vật ăn thịt nơi đây, loài linh cẩu. Chúng đã được thần thoại hóa thành một sinh vật ăn xác thối, nhưng linh cẩu thực sự là một thợ săn lão luyện, luôn chờ màn đêm buông xuống. Tôi ở đây bởi tôi muốn theo dõi một vụ tấn công con mồi của linh cẩu. Với cơ thể dài hơn 1 mét và nặng gần 80 kg, cấu trúc xã hội bầy đàn của linh cẩu cho phép chúng hạ gục những con mồi to lớn hơn mình rất nhiều. Mặc dù có kích thước cơ thể nhỏ bé, linh cẩu là một trong những loài động vật ăn thịt nguy hiểm nhất châu Phi. Để hoạt động hiệu quả trong bóng tối, linh cẩu có những lợi thế đặc biệt về mặt thể chất. Thính giác nhạy bén giúp chúng phát hiện những cử động nhỏ nhất của con mồi. Bộ xương hàm của chúng khỏe hơn cả sư tử. Và cặp mắt linh cẩu được cấu tạo đặc biệt hiệu quả để nhìn ở những nơi có ánh sáng yếu. Linh cẩu được sinh ra để rình rập và tiêu diệt con mồi sau khi mặt trời lặn. Tôi đang trên đường tới gặp nhà nghiên cứu Case, người đã sống gần với thiên nhiên và nghiên cứu về loài linh cẩu. Xin chào, chị là Kate, đúng vậy, tôi là Brandon, chị khỏe chứ? Rất vui được gặp anh, tôi cũng vậy. Chị ở Masai Mara được bao lâu rồi? Đây là năm thứ ba. Chị để nghiên cứu về linh cẩu ư? Đúng vậy. Kết cho tôi biết vào ban đêm, ưu điểm lớn nhất của linh cẩu chính là khứu giác của chúng. Khứu giác giúp chúng phát hiện ra mùi cách đó hàng cây số trong bóng tối dày đặc. Tôi muốn xem những kẻ đi săn này tài năng tới mức nào. Chúng không chỉ ăn xác thối, và tôi muốn được kiểm chứng điều này trong đêm. Nhiều người cho rằng linh cẩu chỉ ăn xác thối, chúng không tự săn mồi. Điều này theo tôi là không chính xác. Chúng ta cùng tiến hành thôi. Kế hoạch của chúng tôi là đi 35 km về hướng Tây Nam, nơi Kate đã tìm được dấu vết của loài linh cẩu. Cơ hội lớn nhất của chúng tôi để chứng kiến một vụ tấn công con mồi của linh cẩu là tìm và đi theo chúng trong đêm. Khi di chuyển qua Masai Mara, chúng tôi chuyển sang máy quay chuyên dụng để bao quát cảnh vật tốt hơn. Không có thiết bị giúp khuếch đại ánh sáng để có thể quan sát rõ ràng hơn này, chúng tôi sẽ chẳng thể biết được thứ gì đang lảng vảng ngoài kia. Vùng đồng cỏ này là một miền đất bí ẩn khi đêm xuống, chẳng nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Chắc hẳn chúng đang ở đâu đó gần đây. Cái gì vậy? Voi. Đó chắc chắn là xương voi. Đúng vậy, đó là hộp sọ của một con voi. Hãy nhìn kích cỡ của nó kìa. Hộp sọ của voi là nơi chứa bộ não lớn của nó, có trọng lượng hơn 5 kg, gấp 4 lần bộ não của con người. Chị hãy nhìn đi. Vật này là phần xương rất cứng. Hãy nhìn xem, tôi thậm chí còn không thể nâng nó lên được. Nó nặng quá,
Chị có thể tưởng tượng ra toàn bộ cơ thể của con voi này không? Kate nói rằng con voi này có thể đã chết một mình hoặc bị tấn công bởi một trong số ít kẻ thù của nó, sư tử chẳng hạn. Cho dù có chuyện gì xảy ra với con voi này đi nữa, tôi luôn chắc chắn một điều, nó đã được đồng loại của mình tiếp thương. Đây là bộ hàm. Điều lạ nhất về hàm của con voi này là như nó có nhiều răng. Thực ra nó chỉ có một chiếc, hai chiếc, chỉ có hai cái răng hàm ở đây và hàm trên cũng chỉ có hai. Chắc chắn là nó không quá già, bên có thể thấy răng vẫn chưa bị mòn. Thật không thể tin được. Chị hãy nhấc nó lên đi. Tôi không thể nhấc nó lên. Thứ này chắc hẳn phải nặng tới 20 kg. Ôi, nặng quá. Voi được cho là sinh vật duy nhất ngoài con người có nghi thức sau khi chết. Khi một thành viên trong bầy chết, những con khác sẽ khóc thương, che phủ lên cơ thể con voi chết, lá, bụi và cành cây, rồi đứng bên cạnh con vật tội nghiệp trong nhiều ngày. Một sinh vật to lớn và mạnh mẽ như voi cũng không tránh được những nguy hiểm của ban đêm. Các khúc xương vẫn nằm rải rác ở kia, chỉ có thể thấy xương sống và cả xương sườn của voi nữa. Chẳng có cách nào để một con linh cẩu có thể hạ gục một con voi với kích cỡ này phải không? Trừ khi con voi đó phải thật già hoặc thật ốm yếu, nếu không sẽ là một cuộc săn mồi khó khăn. Chắc chắn đấy. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, chúng tôi vừa tới khu vực săn mồi của linh cẩu mà Kate đang nghiên cứu. Đàn linh cẩu lớn nhất mà chị từng thấy xung quanh đây gồm bao nhiêu con? Mỗi đàn có thể lên tới 80 hay 90 thành viên. Bởi vậy có thể nói đó là những đàn khá lớn, chúng sống cùng nhau. Kate đã phát hiện ra một cái hang mà theo chị là có thể có đàn linh cẩu con. Nhưng hãy kiểm tra khu vực này trước để chắc chắn không có con trưởng thành nào xung quanh. Watch behind you. Cẩn thận phía sau. Vâng, có vẻ như chúng ta đã tìm được một cái hang ở đây. Tôi nghĩ vậy. Tôi lấy máy quay của mình ra để quan sát trong hang được tốt hơn. Thiết bị này cho phép tôi quay được những khu vực khó quan sát hoặc quá nguy hiểm. Chỉ nghĩ cơ hội nhìn thấy thứ gì đó ở bên dưới của chúng ta có khả quan không? Tôi nghĩ khá tốt đấy. Nếu như chúng vẫn sử dụng cái hang này, chắc chắn sẽ có đàn con ở bên trong. Có con đang quay mặt lại. Đúng vậy. Chị có thấy cặp mắt đó không? Có chứ. Tôi còn nghe thấy nhiều âm thanh xung quanh. Tôi nghe thấy cả âm thanh đấy. Ôi trời ơi. Chị có biết điều gì khiến tôi ngạc nhiên nhất về linh cẩu non ở độ tuổi này không? Đó là vết cắn của chúng vô cùng đau đớn. Chắc chắn rồi, chúng còn trở nên nguy hiểm hơn khi lớn lên. Anh có thể thấy, linh cẩu non mới sinh có màu đen tuyền. Chúng không hề có đốm lúc sinh ra. Như vậy, những con linh cẩu này ít nhất cũng đã vài tháng tuổi. Chúng phát triển đốm của mình vào thời điểm 4 tháng tuổi. Vì thế, chắc chắn những con này phải nhiều hơn 4 tháng. Chị biết điều khiến tôi ngạc nhiên về linh cẩu ở độ tuổi này chính là chúng có vết cắn gây đau đớn. Chắc chắn rồi. Điều lạ thường nhất ta thực sự không biết được chúng là được hay cái. Rất khó có thể xác định giới tính của một con linh cẩu chưa trưởng thành. Kết nói với tôi rằng linh cẩu mới sinh thường nặng từ 1 cho tới 2,5 kg. Một con linh cẩu mẹ có thể sinh ra từ 1 cho tới 4 linh cẩu con và thường sẽ chia làm hai đàn. Nhưng nếu linh cẩu con có cùng giới tính, chúng sẽ bắt đầu đánh nhau điên loạn sau khi ra đời và dẫn đến cái chết của một trong hai con đó. Sự kích động sớm này dẫn đến 25% tỷ lệ tử vong của linh cẩu non. Tôi không chắc liệu chúng ta có nên ở lại đây lâu hơn không. Nếu như đàn linh cẩu con ở đây thì những con trưởng thành có thể quay lại bất cứ lúc nào. Sau khi nhìn lướt bên trong hang động, Kate nghe thấy tiếng gì đó. Có vẻ như có tiếng linh cẩu trưởng thành ở gần đây. Ở đâu cơ? Cách đây bao xa? Khoảng 40 mét. Chúng ta có 5 giây. Chúng ta thực sự nên đi khỏi đây. Đây không phải là một nơi an toàn. Đi nào. Ôi trời ơi. Đây là đêm đầu tiên của tôi ở Masai Mara thuộc Kenya để tìm kiếm loài linh cẩu. Chuyên gia Kate và tôi vừa nhìn vào một số linh cẩu non bên trong hang, nhưng bầy của chúng vừa trở lại. Ôi trời ơi. Mặc dù những con linh cẩu đang ở cách đây 40 mét, nhưng chúng vẫn có thể nhìn thấy tôi rõ như ban ngày.
Mắt linh cầu có chứa số tế bào thụ cảm ánh sáng nhiều gấp 10 lần con người. Điều này giúp chúng có tầm nhìn đêm tuyệt vời, ngay cả trong bóng tối của vùng đồng cỏ. Những con linh cầu tiếp tục la cà và kết nói rằng chúng tôi cần nhanh chóng rời đi trước khi một vụ tấn công xảy ra. Ánh sáng hồng ngoại nằm ngoài tầm nhìn quang phổ của linh cầu, nhưng không phải là máy quay đêm chuyên dụng. Tôi lắp đặt thêm một vài máy quay cảm ứng chuyển động để thu lại bất cứ hành động nào diễn ra. Thế là đủ rồi đấy. Đi khỏi đây thôi, chỉ còn vài giờ nữa là trời sẽ sáng, như vậy là sắp hết một đêm. Chúng tôi rất hào hức quay lại vào ngày mai và kiểm tra cái hang để tìm những dấu vết có thể dẫn tới một chuyến săn mồi của linh cầu. Đây là đêm thứ hai tìm kiếm loài linh cầu săn mồi của tôi. Chúng tôi đang quay lại cái hang đã được khám phá đêm qua. Di chuyển qua vùng địa hình bằng phẳng, rải rác những cây keo và những bụi rậm cũng như cỏ dại rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang dần đến đích. Khi tiếp cận cái hang, tôi kéo ống kính quay đêm của mình ra. Tôi dễ dàng nhận ra dấu hiệu hồng ngoại mình để lại đêm hôm trước. Ở đây, ngay đây. Chị có thấy không? Tuyệt. Rõ như ban ngày. Kate nói rằng lúc này có thể an toàn thoát ra và chúng tôi đã lấy lại máy quay cảm biến chuyển động đã được cài đặt. Tôi không chắc lắm. Chị đang đùa tôi phải không? Ta đi thôi. Hãy nhìn này. Tôi nghĩ rằng nó đã bị phá hỏng. Chị nhìn đi. Hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Chúng muốn phá hỏng vật này. Vật này được làm từ nhựa cứng đấy. Bộ hàm của chúng rất khỏe phải không nào? Rất ấn tượng. Đó là một con trưởng thành. Rõ ràng là một con trưởng thành. Chị có nghĩ đó là con cái không? Chắc chắn như vậy. Kate cho tôi biết không giống như hầu hết các loài động vật có vú khác, trung bình linh cầu cái nặng hơn linh cầu đực 9 kg. Mặc dù có kích thước nhỏ bé, nhưng các giác quan nhạy bén giúp chúng trở thành một đối thủ đáng gờm của những con mồi lớn. Cặp mắt của linh cầu có cấu tạo đặc biệt để nhìn trong điều kiện ánh sáng kém. Linh cầu cũng có đôi tai có thể phát hiện con mồi ở cách đó 5 km và trong bóng tối đen đặc. Bộ hàm đáng sợ của chúng khỏe nhất trong số những động vật có vú. Với cú đớp có lực lên tới 450 kg, linh cầu có thể cắn đứt gân và làm vỡ xương, bảo đảm rằng ngay cả những con linh dương đầu bò to lớn nhất cũng không thoát được sinh vật này. Có cả đàn ở đây. 1, 2, chúng được khoảng 6 hoặc 8 tháng tuổi. Các vết đốm bắt đầu xuất hiện. Chúng có hung dữ không? Chắc chắn rồi. Chắc hẳn chúng rất tò mò. Thật là thú vị. Vậy chị nghĩ linh cầu mẹ đang làm gì trong khi mấy con ở trong hang? Chắc chắn nó ra ngoài đi săn. Đây là thời điểm lý tưởng để săn mồi. Linh cầu mẹ ra ngoài ăn và rồi quay lại chăm sóc lũ con của nó. Chúng biết chính xác mình có thể đi xa đến đâu trước khi gặp nguy hiểm. Đúng vậy, chúng càng đi lang thang nhiều hơn. Nhưng thường thì chúng luôn ở gần hang của mình. Linh cầu là loài động vật săn mồi lão luyện ở vùng đồng cỏ với khả năng vượt trội trong việc giết và ăn thịt con mồi lớn hơn mình. Chị có nghe thấy không? Có chứ. Chúng đang ở ngoài kia. Có vẻ rất gần rồi. Chúng ta cùng đi xem nào. Chúng tôi đi theo âm thanh của linh cầu và thấy chúng đang bao quanh một bầy sư tử vừa hạ gục một con linh dương đầu bò. Tôi bật máy quay cảm ứng nhiệt lên để xem có bao nhiêu con linh cầu ở đó. Thật không thể tin được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi, chúng ở mọi nơi. Con linh cầu được kia là kẻ duy nhất ngăn không cho đối thủ cướp mất con mồi. Linh cầu có được 90% số thức ăn bằng việc săn mồi và 10% là đi cướp của kẻ khác. Kate nói rằng linh cầu khó có thể cướp được con mồi từ một con sư tử trưởng thành. Chúng có thể tập trung vào một con sư tử đực chưa trưởng thành. Nó có vẻ dễ bị đe dọa mà từ bỏ con mồi của mình hơn. Các thành viên khác sẽ chờ đợi từ xa. Linh cầu có thể ở cách đó tới 5 km mà vẫn nghe được tiếng gọi của đồng loại khi đã cướp con mồi thành công. Hãy xem cách chúng cắn đuôi.
Có thể thấy chúng đang bị kích động. Những con linh cẩu này trông có vẻ đã sẵn sàng cướp lấy con mồi, nhưng nếu con sư tử bị chọc tức thì có thể sẽ dẫn đến một vụ đánh nhau. Và bây giờ là tiếng gọi hoang dã. Quý vị và các bạn có xác định được âm thanh đó không? Tiếng gọi đó là của loài ngựa vằn. Ngựa vằn có thể nặng tới 80 kg. Tốc độ nhanh nhất mà chúng đạt được là khoảng 65 km/h. Chúng tập trung thành đàn để tăng cường khả năng tự vệ đối với linh cẩu, những kẻ chủ yếu đi săn theo bầy. Hãy nhìn kìa, đúng vậy, có vẻ như đó là một phần dạ dày. Chính xác, đó là những thứ chúng không ăn, một trong số những phần ít ỏi bị bỏ lại. Đó là một đoạn dạ dày. Hãy nhìn này, con vật này bị moi ruột, ghê quá. Bộ máy tiêu hóa của linh cẩu rất khỏe, vì vậy ngay cả vi khuẩn tả cũng không ảnh hưởng đến chúng. Khi chúng đã ăn xong, những thứ ít ỏi còn lại sẽ được trả về cho đất mẹ. Không sinh vật nào có cảm tình với loài linh cẩu. Hãy tiến thẳng phía trước. Đây là đêm thứ hai tìm kiếm linh cẩu săn mồi Kenya của tôi. Cố vấn Kate và tôi đã tìm được một nhóm linh cẩu đang chuẩn bị cướp mồi của một bầy sư tử. Âm thanh càng lúc càng to và thường xuyên hơn. Kate nói rằng linh cẩu đang phát tín hiệu với đồng loại để được hỗ trợ. Đây rồi. Những con linh cẩu bao quanh con sư tử đực, giống như chúng đang trêu chọc để con sư tử phải từ bỏ bữa ăn. Nếu như chúng có thể khiến con sư tử đuổi theo một thành viên, những con còn lại sẽ cướp ngay lấy mồi. Chúng lấy được con mồi rồi. Con sư tử đực này đã bị lừa và không còn cơ hội lấy lại bữa ăn nữa. Có thể lần sau nó sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Đó là tất cả. Các bạn thấy không? Linh cẩu là những sinh vật cực kỳ nhanh và thông minh. Chúng đã chiến thắng. Đó là lý do tôi yêu loài linh cẩu. Nhưng chị biết không, tôi vẫn muốn được thấy một lần săn mồi của linh cẩu. Bởi linh cẩu này nhanh chóng ăn nốt những gì còn lại của con linh dương đầu bò. Sau đó chúng quay trở lại màn đêm để tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Khi chúng rời đi, Kate nói rằng lúc này chúng tôi có thể ra ngoài an toàn. Vì thế chúng tôi nhìn xung quanh xem còn lại gì của con linh dương đầu bò không. Linh cẩu là sinh vật không ăn lông, móng hay thực vật ở dạ dày của con mồi. Hãy nhìn chỗ đó đi. Chúng đã để lại cái đuôi. Trông có vẻ giống như một con linh dương đầu bò. Anh nghĩ sao? Nó còn non. Đây là một số mổ xương. Đúng vậy. Còn rất ít xương bị bỏ lại. Chúng gần như đã ăn hết phần tủy. Phần này rất ngon đối với chúng. Có rất nhiều chất dinh dưỡng. Thật không thể tin được, chứng kiến những con linh cẩu xé xác con mồi quả thực rất đáng sợ, và tôi háo hức vì ý nghĩ được xem chúng hạ gục con mồi. Để xác định vị trí của chúng, tôi quyết định sử dụng máy phóng thanh của mình, thiết bị giúp tôi phát hiện những tiếng gọi bầy của linh cẩu từ xa trong bóng tối. Tiếng kêu của linh cẩu có thể truyền xa gần 5 km. Kết nghe được tiếng linh cẩu. Ở cách đây bao xa? Không xa lắm, một vài cây số thôi. Bầy linh cẩu đang ở cách đây khoảng 5 km, vì vậy chúng tôi hướng tới đó. Nhưng trước khi tìm được linh cẩu, chúng tôi lại thấy một đàn linh dương đầu bò, một trong những con mồi ưa thích của linh cẩu. Tôi khởi động máy quay cảm ứng nhiệt để quan sát tốt hơn. Lần quay này, những cây keo gần đó và môi trường xung quanh đạt nhiệt độ 21 độ C và hiển thị màu da cam. Khá dễ dàng để phát hiện bầy linh dương đầu bò khi thân nhiệt 37,7 độ C của chúng tách biệt hẳn với thảm cỏ chúng đang dẫm lên. Không hề báo trước, đàn linh dương đầu bò trở nên kích động và bắt đầu chạy. Điều này thường có nghĩa là kẻ thù đang ở xung quanh, có thứ gì đó đã làm chúng sợ hãi. Giờ thì ta đã biết nguyên nhân dẫn đến sự hoảng loạn của chúng, một nhóm linh cẩu ở gần đó. Những con linh cẩu dùng tiếng gọi chói tai để giữ liên lạc với nhau trong bóng tối. Một trong số chúng bắt đầu rượt đuổi một con linh dương đầu bò, nhưng rồi lại dừng lại. Đó được gọi là một phép thử. Chúng cẩn thận rượt đuổi một cách chậm rãi để xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu nghĩ mình không có cơ hội bắt được con mồi, chúng sẽ không lãng phí thời gian cũng như năng lượng của mình. Chúng sẽ chọn con yếu ớt nhất, phải không? Linh dương đầu bò, con mồi ưa thích của các loài động vật ăn thịt, dành cả đêm để tự bảo vệ bản thân và những con non, tránh khỏi nanh vuốt của kẻ thù.
Phần lớn linh dương đầu bò được sinh ra trong 3 tuần ngắn ngủi giữa tháng 2 và tháng 3. Linh dương con có thể tự đứng lên trong vòng 3 phút sau khi chào đời. Linh dương non luôn trở thành mục tiêu của những sinh vật như linh cẩu. Một nửa trong số chúng đã chết vì bị ăn thịt hoặc bệnh tật trong những tuần đầu của cuộc đời, và thời điểm chúng dễ bị tấn công nhất là ban đêm, khi mà hầu hết các loài động vật ăn thịt đều đang đi tìm kiếm bữa ăn. Có vẻ như chúng vừa chọn được một con. Đó là một con linh dương non. Hãy nhìn kìa, nó còn rất nhỏ. Hãy xem lúc này chúng nhanh tới mức nào. Chúng đang ở trong bụi rậm. Hãy tới gần đó nào. Đây là đêm thứ hai của chúng tôi ở đồng cỏ Masai Mara để tìm kiếm loài linh cẩu, và chúng tôi vừa phát hiện đàn linh cẩu đang tìm cách hạ gục một con linh dương. Do vậy, chúng tôi quyết định bám theo chúng. Chúng tôi đã theo kịp chúng. Sau một vài phút bị bỏ lỡ, chúng đã hạ gục một con linh dương non. Con linh dương đó vẫn còn sống. Đúng thế, chúng hạ gục con mồi khi nó vẫn còn sống và bắt đầu ăn ngay sau đó. Tôi phải xem cảnh này. Nhìn chúng kìa. Hãy nhìn con linh dương. Nó đang đứng dậy trở lại. Nó chắc chắn sẽ chiến đấu. Nhưng chẳng có cách nào để chiến thắng nhiều linh cẩu đến vậy. Quá muộn rồi. Chúng lại vừa kéo nó xuống. Chúng luôn bắt đầu ăn từ bụng và chân sau của con mồi. Đó là những phần đầu tiên. Linh cẩu luôn chiến đấu sau khi đã có được con mồi. Tập tính này được gọi là sự tranh giành. Những con linh cẩu có thứ bậc thấp sẽ bị những con mạnh hơn ép phải đi chỗ khác. Một bầy linh cẩu có thể tiêu thụ hết một con ngựa vằn trưởng thành chỉ trong vòng 36 phút. Linh cẩu có thể ăn hết 15kg thức ăn chỉ trong một lần, và lần đi săn này cách lần đi săn sau một tuần. Nhưng con linh dương nhỏ này sẽ không giúp chúng no lâu. Chúng đang xé phần dạ dày ra. Thật khó coi. Nhưng chúng sẽ không ăn phần đó nhỉ? Không, chúng ăn niêm mạc dạ dày, nhưng không phải ăn những gì có chứa trong đó. Máy quay cảm ứng nhiệt của tôi đã quay được cảnh đáng sợ này. Chúng đang xé từng miếng thịt của con mồi. Chẳng còn lại gì nhiều. Tôi không thể tin được những gì chúng làm với con linh dương này. Lần quay này, thân nhiệt trung bình của linh cẩu là 36,8 độ C, khác biệt hẳn so với mặt đất. Con linh dương vẫn còn sống. Vài phút trước có nhiệt độ rất lý tưởng, khoảng 37 độ C. Thân nhiệt của một con linh cẩu tăng khi chúng đang tiêu hóa thức ăn, vì vậy tín hiệu nhiệt độ sáng dần lên. Chúng đang chia nhỏ thứ đó ra. Không tới 30 phút sau khi hạ gục con linh dương đầu bò, những con linh cẩu đã bỏ đi cùng với bí ẩn về việc săn mồi của chúng. Tôi không thể tin được chúng lại có thể ăn con mồi nhanh đến vậy, chỉ mất có vài phút. Thật phi thường. Ý tôi là tôi đã được tận mắt nhìn từ đầu đến cuối cảnh linh cẩu săn và ăn con mồi. Tôi sẽ không thể được chứng kiến cảnh đó nếu không có chị. Rất vui vì chúng ta đã làm được. Mỗi một sinh vật hoang dã đều có cách sinh tồn riêng của mình. Một số tiêu thụ 50kg cỏ một ngày, nhưng một số khác, linh cẩu chẳng hạn, lại phải ăn thịt tươi để sống. Phương thức săn mồi của chúng có thể không dễ coi, nhưng hạ gục một con mồi to lớn hơn mình rất nhiều khiến chúng trở thành những thợ săn lão luyện của vùng đồng cỏ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những chương trình lần sau.